À, xin chào các em, chúng ta tiếp tục quay trở lại học môn logic suy luận toán học. Thì trong buổi trước chúng ta đã có một cái bài tập về nhà mà chúng ta làm bài tập 62. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục vào bài 63. Nếu không gian là tập các số nguyên thì giá trị chân lý của mỗi mệnh đề sau là như thế nào? Chúng ta cứ thế thay vào, rất đơn giản. Thầy giáo dặn trước một tí thầy không quên là tuần sau chúng ta sẽ có một bài kiểm tra. Khi quay trở lại chúng ta trường chúng ta sẽ có một bài kiểm tra. Đó. À, Nguyễn. Kiểm tra bài tập lý thuyết ạ. Ô, cả lý thuyết cả bài tập. Thầy hay có thói quen kiểm tra kèm với lý thuyết. Để chúng ta làm quen dần đi, thi hết môn chúng ta có kiểm tra lý thuyết chúng ta cũng làm được. À, xin mời. Xin mời Hồ Diệu Linh. Hồ Diệu Linh. Trình bày. Câu A thế nào? PX là câu x bằng x thì bình phương. A nhỏ P0 là đúng hay là sai? Đúng ạ. Chính xác. Tiếp P1. À, đúng ạ. P2. P2 sai ạ. P-1. P-1 sai ạ. Rồi, cảm ơn. Tiếp tục. Phan Thị Liên Trinh. Dạ. Câu E. Câu E là đúng ạ. Vì sao đúng? Bởi vì có tồn tại một giá trị x bằng 1 thì x bằng x bình. Tồn tại x bằng 1, lúc đấy là 0 bằng 0 bình, như vậy là P0 là đúng, chọn rồi. Thế câu F, mọi x bx. Mọi x là sai ạ. Vì sao sai? Vì nếu mà x là trừ 1 thì kết quả nó là sai. Đúng rồi, cảm ơn. Đấy, như vậy là chúng ta phải nhớ lại xem là cái này nó đúng khi nào và nó sai khi nào. Cái này chúng ta lưu ý là tồn tại x, px à, nó đúng khi và chỉ khi tồn tại cái thằng x0 thuộc vào cái tập M để cho px0 là đúng. Thế thì như trong bài chúng ta thấy là tồn tại x thì bằng 0. P0 của chúng ta tức là 0 bằng 0 bình là đúng. Thế còn nó sai khi nào? Tồn tại x, px sai khi và chỉ khi thì phải ngược lại, mọi x thuộc x, mọi x thì không thuộc vào m, px thì không, đều sai hết, tất cả đều giống nhau thì người ta dùng từ đều, tất cả giống nhau thì gọi người ta dùng từ đều. Thì đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là tồn tại là với mọi x, px, cái này đúng khi nào? Đúng khi và chỉ khi với mọi x thì không thuộc vào m thì là px thì không đúng, tức là cái này đều đúng. Thế còn nó sai khi nào? Sai khi ngược lại, tức là tồn tại x thì không thuộc vào m để cho px thì không là sai. Đấy, chìa khóa giải bài tập kiểu này là như vậy. Như vậy 6.63 được giải quyết xong. Thì tương tự như vậy chúng ta ra sang cái không gian à, đây là hai chiều, là hai ẩn hai biến x và y. X và y. Nguyễn Thị Hồng Nhung. Có Trình bày. câu 1 là sai ạ. P11 là sai, đúng rồi. Tiếp tục Q20. Câu 2 là đúng ạ. 3. Câu 3
Để từ em xem. Sai ạ. Vì sao sai? Tại vì em thấy tầng 1 sau đó em thấy bất kỳ giá trị của y thì em thay vào thì thấy nó không bằng nhau. Đúng rồi, tiếp tục câu thứ tư. Câu thứ tư. Câu thứ tư. Sai. Rồi, cảm ơn. Tiếp tục Nguyễn Thị Quỳnh. Tồn tại x, tồn tại y, p q x y. Nguyễn Thị Quỳnh đúng không? Không có thì gọi người khác. Nguyễn Thảo Linh. Nguyễn Thảo Linh. Không có thì gọi người khác. Ngủ quên này à? Nguyễn Thị Anh Tú. Quá, quá. Bây giờ trả lời tiếp đi. Cô e. Câu e tồn tại x tồn tại y sai, có mà em sai thì có. Tại sao câu e lại sai được nhỉ? À, nó nhầm với ngõ. Chúng ta cứ bình tĩnh nhé, bây giờ đừng để ý gì đến chương trình của chúng ta vội, mà chúng ta nhớ lại ngày xưa chúng ta làm là x cộng với y bằng x trừ y, bình thường mình làm gì? Bình thường là mình làm gì? Chuyển vế đổi dấu giả nước, kết quả là 2y bằng 0. Như vậy là y bằng 0 đúng không? Cái làm gì thì làm cứ phải y bằng 0. Rồi, như vậy ở đây đề bài câu E là tồn tại y quy x y. X mình lấy bằng bao nhiêu chả được, làm gì có x. X nào cũng đúng hết. Như vậy mình lấy tồn tại x ở đây là mình lấy bằng 0 nhỉ, y cũng bằng 0 nhỉ. Rõ ràng thay vào nó đúng thế. Và quy x 0, quy là 0 0 là đúng. Suy ra đây là chứng minh theo kiểu tồn tại kiết thiết, tức là chỉ ra một số cụ thể. Rõ ràng là cái này đúng. Như vậy là câu E là đúng. Tiếp tục câu F. Cảm ơn. Đúng, đúng rồi. Mọi x chúng ta lấy cái phần tử y ở đây chính là bằng phần tử 0. Nên là nó đúng. Cái này đúng, cái này đúng tiếp. Câu G. Đúng, sao cũng đúng sai là thế nào? Vì sao đúng? Vì cũng như thầy vừa chứng minh thì nếu mà y bằng không thì mọi x đều Đúng đều rồi, thay y bằng 0 mà thì chúng ta có là x cộng với 0 bằng x trừ đi 0, đúng quá. Như vậy là cái này đúng tiếp. Câu cuối cùng, mọi y tồn tại x. Quy sai. sai đúng rồi, chỉ cần lấy y khác không là nó đã sai, lấy y khác không là nó sai biết nhẹ. Rồi, cảm ơn. Ôi, em tên là gì nhỉ? Nguyễn Thị Cẩm Tú à? Anh Rồi, tương tự như vậy thì cái câu 1.65 các bạn tự làm, nhưng nhớ ở đây cái không gian biện luận của nó là tập hợp các số nguyên, phải cẩn thận. Bây giờ bài 1.66. Sáu thì thầy giáo làm mẫu và chuyển sang dạng khác hàm, xong là hơi chậm. Mình không nghỉ buổi nào mà sao nó chậm thế nhỉ? Thì cái chìa khóa để giải bài 1.66 này là cứ là tồn tại thì là chúng ta dùng tuyển, mà với mọi chúng ta dùng hoặc, dùng hội. Như vậy là như sau. Tồn tại x px xì 3 thì chúng ta sẽ lấy px bằng 1, x1 là p13, x bằng 2 là p23, x bằng 3 là p33 hết. Thì cái tồn tại thì là dùng là tuyển. Đã xong. Vì sao? Bởi vì là tuyển nó chỉ sai khi tất cả đều sai, mà nó đúng trong trường hợp là cái thứ nhất đúng, hoặc cái thứ hai đúng, hoặc cái thứ ba đúng mà.
Cho nên là dùng cái này là xong. Tiếp tục một b là mọi y p một y với mọi thì chúng ta dùng, chúng ta lấy y bằng một chẳng hạn thì là p một một, lấy y bằng hai thì là p một hai, lấy y bằng ba thì là p một ba. Vì cái với mọi nó chỉ đúng trong trường hợp là bất kỳ y nào thay về đều đúng hết, nên là chúng ta mới liên tưởng đến là hội chỉ đúng khi tất cả đều đúng, như vậy là dấu hội. Rồi tương tự như vậy bốn câu còn lại thì làm giống nhau, thầy giáo làm mẫu một câu còn chúng ta tự làm ba câu còn lại. Câu C à, thôi làm câu E đi. Câu E là tồn tại x mọi y PXY xử lý từ phải qua trái, hay là xử lý từ trái qua phải cũng được, hai cái xử lý cái nào trước, xử lý cái này trước nhá. Đấy, tồn tại x, tồn tại x là cái gì, bây giờ chúng ta lấy x bằng một, p một y x bằng một, như vậy là mọi y p một y, x bằng hai thì là mọi y p hai y, x bằng ba thì là mọi y p ba y, vì dấu đằng trước là dấu tồn tại cho nên đây là tuyển. À, đến đây thì giải giống như câu B và câu A rồi. Giống câu B và câu A rồi. Cái này chỉ viết mọi này thôi. Mọi y. Thì như vậy là P1 y P11 hội với P12 hội với P13 hết cái thứ nhất. Nó lại tuyển với đằng sau tương tự tự viết nốt. Đấy. Thế là xong bài tập này. Nhớ chìa khóa làm bài này là tồn tại thì nó đúng khi mà có một cái giá trị thay vào là đúng, cho nên là chính là ứng với tuyển, tuyển chỉ sai khi cả hai cùng sai, có nghĩa là nó đúng khi có một cái đúng là được. Rồi đấy là dấu tồn tại thì dùng dấu tuyển, còn với mọi thì dùng hội. Khi không gian biện luận của x và y thì gồm hữu hạn phần tử, ít phần tử chúng ta có thể dùng chuyển sang. Rồi bài 67, 68, 69 thì nó làm theo một cách kiểu giống nhau, thì thầy giáo sẽ chữa ý thứ nhất là diễn đạt, còn ý thứ hai thì chúng ta tự nghiên cứu thêm. Thì với cái làm bài toán này thì nó tương tự như bài trong sách giáo khoa thôi, là chúng ta nhớ rằng là nó có ba cái cụm từ là với mọi tồn tại và ba là không có, chỉ có ba cái loại câu này. Với mọi thì chúng ta dùng tồn tại, à dùng ký hiệu với mọi rồi, tồn tại chúng ta cũng dùng tồn tại, tồn tại có một. Còn không có thì chúng ta dùng phủ định của có là ra kết quả. À. Đầu tiên là chúng ta khi giải bài này chúng ta đầu tiên là giải là có giáo sư nào kẻ ngu dốt, giáo sư đâu rồi? Giáo sư là x là px đúng không? Có tức là tồn tại x. Đấy, có giáo sư là kẻ ngu dốt. Đấy là có giáo sư này là kẻ ngu dốt, tức là đồng thời ngu dốt thì là quy x. Nhưng đề bài lại bảo là không có thì chúng ta thêm phủ định vào đứng đầu, thế là xong luôn. Đấy, thế nếu như cái này mà thích giải tiếp nữa thì nó sẽ tương đương logic với đẩy dấu phủ định vào trong thì là mọi x phủ định của PX tuyển à hội QX. Thích làm tiếp thì đẩy dấu phủ định tiếp vào trong theo luật De Morgan thì nó sẽ tương đương tiếp. Mọi x phủ định của PX hội với phủ định à tuyển với phủ định của QX. Viết bằng một trong ba cái, nhưng mà cái đầu tiên là dễ viết nhất. Nó bảo là không có thì mình cứ giải từ có đã, như vậy nó đi từ có. Nếu là có thì chúng ta dùng ký hiệu là tồn tại. Còn nếu là với mọi, chúng ta dùng với mọi. Nếu dùng không có
thì chúng ta sẽ dùng phủ định của có. Đấy, có ba loại này thôi. Nên dưng mà riêng từ với mọi thì chúng ta lại dùng theo mũi tên kéo theo. Mọi kẻ ngu dốt đều là vô tích sự. Như vậy là mọi ngu dốt đâu rồi? Ngu dốt như vậy là QX vô tích sự là kéo theo RX. Đấy, đấy là ý B. Rồi ý C. C là gì? Ý C là không có giáo sư nào là kẻ vô tích sự. Thì lại giải tương tự như trên là có trước. Có tức là tồn tại X, giáo sư là PX là chính là và chính là cái ở trên thì không phải là và đâu nhé, cái này nó có mọi vô tích sự vô tích sự là RX. Cái đề bài bảo là không có thì chúng ta thêm phủ định đằng trước Ủa vào, thì chúng ta lại lười hay sao? thế là xong. Nếu chúng ta thích Được. thì chúng ta có thể chuyển dấu phủ định vào trong nhé. Như vậy là chúng ta đã viết xong được ba cái. Thế bây giờ có cái câu hỏi thêm nữa là nó bảo giả sử các câu ở trong mệnh đề A và B là đúng thì có thể suy ra con C là đúng không, thì chúng ta phân tích thêm. Bây giờ A đúng khi nào và B đúng khi nào, còn C đúng khi nào, thì như vậy là A và B đúng thì nó có suy ra được con C đúng hay không. Đấy, ý tưởng là như vậy. Cả ba bài 6.7, 6.8 và 6.9 cách giải giống nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần bài tiếp theo là về hàm. Về hàm. Bài 72. Nguyễn Thị Thu Thảo. Có Câu A có là hàm không? Có là câu trả lời sai. Nào quay trở lại hồi học lớp 9. Từ từ quay trở lại hồi học lớp 9. Fx bằng 1 trên x nó xác định khi nào? ít khác không ạ Thế đề bài có cho x khác không không? không ạ Đề bài nó bảo đi từ R. Cho nên là câu đầu tiên không phải là một hàm. Tiếp tục câu thứ hai. Em tiếp tục đi. Câu hai có Có là câu trả lời sai tiếp. Đề bài bảo là mỗi một x thuộc x ứng với một và chỉ một y. Bây giờ chúng ta thấy lấy dấu cộng trừ là mấy rồi? Cộng trừ là mấy rồi? Cộng trừ là hai rồi nhá. Ôi rồi, chứng tỏ định nghĩa hàm chúng ta chưa nhớ rồi. Hàm mới là một cái quy tắc ép đi từ tập hợp x đến tập hợp y được gọi là một hàm. Nếu với mỗi phần tử x thuộc x ứng với một và chỉ một phần tử y thuộc y. Thế bây giờ bài trên thì là như này. Như vậy là mỗi một con x ấy, thì là ứng với đúng một, không hơn không kém. Thế bài trên thì là có một con x mà không ứng con y nào. Còn bài này có con x thì ứng tới hai y. Ví dụ ta lấy x bằng không chẳng hạn, thì ứng tới hai con y là cộng trừ một là không được rồi. Đúng chưa nào? Như vậy là Nguyễn Thị Thu Thảo trả lời cả hai câu sai cả hai. Nguyễn Thanh Hiền. Nguyễn Thanh Huyền có em có trả lời đây câu C. câu C câu C là có Sao có? là bởi vì Bởi vì hai câu trước là không thì suy ra câu C là có đúng không? không ạ vì vì nó ở dưới mẫu nó sẽ là luôn dương à nó có mũi sẽ là luôn dương Luân dương thì làm sao?
không biết giải thích thế nào. Mọi số nguyên bây giờ cái này nó có chứa ở dưới mẫu nhá, thì là mẫu cái Fn nó không xác định khi n bình bằng 3, n bình trừ 3 bằng 0, nhưng mà n bình trừ 3 thì dẫn tới n bằng cộng trừ căn 3. Cộng trừ căn 3 lại là số, không phải là số nguyên. Không phải số nguyên. Đúng rồi, với mọi số nguyên thì n bình trừ 3 luôn luôn khác không, nên là cái này là một hàm, C là một hàm. Rồi, bây giờ trả lời tiếp theo câu D có là một hàm không? Câu D. Câu D không. Không, vì sao không? Là bởi vì nếu mà x là âm. Âm x là âm thì x bình phương vẫn là dương. Dương. Tập hợp Z thì là Z là tập hợp số nguyên mà thầy giáo xin lỗi, thầy không có điện thoại nữa. Câu trả lời của em thì chuẩn rồi, nhưng bây giờ em phải trả lời cho thầy là